Ngươi sợ hãi điều gì chứ? Ta là nữ thần trí tuệ. Động cơ thực sự của hung thủ là gì? Ngươi có thể ngu ngốc đến thế sao? Tôi chính là như vậy đó. Anh ấy đáng ra phải là của tôi. Tiếp tục giải đáp loạt bí ẩn tại yêu giới cùng nữ thần trí tuệ Kotoko trong Kỳ án siêu nhiên phần 2, phát sóng vào 10 giờ tối từ thứ tư đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Animax.